Em Tuyến xin kính chào toàn thể các bác. Hôm nay em Tuyến lại tiếp tục gửi đến cho các bác đến 6 bộ sản phẩm tiếp theo. Thì toàn những sản phẩm rất là hot và rất là chất lượng. Thì đầu tiên thì em Tuyến giới thiệu luôn cho các bác đến một con đầu tappe. Dòng này một con tappe đến từ thương hiệu của Pioneer các bác nhé. Con này thì với tình trạng là đẹp mỹ mãn rồi. Còn nguyên sách vở đầy đủ luôn các bác nhé. Đấy, còn nguyên sách vở đầy đủ. Con này với tình trạng là đẹp, có thể nói là đẹp xuất sắc rồi. Đấy, dòng Pioneer CT2. Đấy, CT2. Đây, với tình trạng là đẹp xuất sắc này. Băng chạy này. Đấy, các bác nhìn nhé. Băng biết là chạy cực kỳ hoàn hảo luôn. Không có lỗi làm vu vảy, cực kỳ đẹp luôn. Đó, vu vảy cực kỳ đẹp. Đấy. Ở đây thì cái này thì bác mở, các bác mở lên, đậy xuống. Rất là tiện lợi. Đấy. Đẹp xuất sắc. Đây, các bác nhìn nhé. Tua này. Tua cái cực kỳ là êm ái luôn. Với tình trạng là đẹp hết nức rồi. Từ sát si này, như mới tinh luôn. Đít đáy không có rôm rỉ bất kể chỗ nào, dòng CT2. Nè, các bác nhìn nhé, sát si cực kỳ đẹp luôn. Và con này thu phát thì cực kỳ tốt luôn các bác nhé. Đấy, nó có hai volume để điều chỉnh cho hai kênh. Các bác có thể nằm rề, nằm bao rất là tiện. Đấy, nằm rề, nằm bao rất là tiện luôn nhé các bác nhé. Đó, con này thu phát cực kỳ tốt. Đây, ở đây thì nó có một đường này là đường xuống âm ly. Còn một đường này là đường từ tivi hay là điện thoại. Giải mã qua con này thì nó đã chấm hết luôn. Và em Tuyến cũng báo giá luôn với con tappe của Pioneer đẹp xuất sắc. Hôm nay em Tuyến để cho các bác với mức giá chỉ có 2.200.000 đồng nhé. 2.200.000 đồng cho một con tappe Pioneer đẹp mỹ mãn luôn. Hai đồng hồ vu tuyệt đẹp luôn. Đấy, hai đồng hồ vu tuyệt đẹp này. Đó, vu vảy là cực kỳ đẹp luôn, đẹp mỹ mãn luôn. Đấy, với mức giá chỉ có 2.200.000 đồng. Bác nào có nhu cầu thì alo luôn cho em Tuyến nhé. Đấy, sách vở đầy đủ luôn. Con này thì nghe hay và trưng bày đẹp, và đặc biệt là chơi giải mã rất là tốt. Đó, chơi giải mã cực kỳ tốt luôn. Đấy, các bác nhìn nhé, tuyệt đẹp luôn. Và tiếp đến em Tuyến giới thiệu cho các bác đến một con Ami đến từ thương hiệu của Pioneer. Dòng này dòng model là 8.800 mắc đôi các bác nhé. 8.800 mắc đôi. Đó, con này với tình trạng là đẹp xuất sắc luôn. Đấy, cũng là đẹp xuất sắc này. Chạy hai biến áp và 4 tụ lọc nguồn, sát si còn 7 màu đẹp xuất sắc này. Đấy. Và đánh 8 sò nách xanh đen. 8 con sò nách xanh đen nhé. Còn zin nguyên bản luôn này, 8 sò nách xanh đen. Đấy. Zin nguyên bản luôn theo máy. Và đánh hai cầu nó A và B, A cộng B. Dòng này thì khá nổi tiếng rồi. Từ mọi cái là thiết kế quá đẹp và rất là ấn tượng luôn. Từ mọi cái vừa thiết kế đẹp này và rất là ấn tượng. Con này vẫn là công suất là 150W các bác nhé. 150W đấy, các bác nhìn nhé. Máy móc này em bao zin bao đẹp luôn. Đó, máy móc này em bao zin bao đẹp này. Cực kỳ chất lượng luôn. Con này thì nổi tiếng rồi. Nghe hay bày đẹp. Đấy, các bác nhìn nhé. Nghe hay bày đẹp. Đấy, dòng 8.800 mắc đôi. Và hôm nay em Tuyến xả giá thanh lý cho các bác với con Ami 8.800 mắc đôi với mức giá chỉ có 4.500.000 đồng nhé. 4.500.000 đồng cho một con Ami tuyệt đẹp luôn. Đấy, các bác nhìn độ chóe của núm này. Đấy, rất là đẹp. Đấy, với mức giá chỉ có 4.500.000 đồng cho một con Ami 8.800 mắc đôi. Và tiếp theo em Tuyến giới thiệu cho các bác đến một con âm ly suất âm tụ của Sansui, dòng AU 3 số 5. Con này với tình trạng là còn nguyên thùng xốp các bác nhé. Giấy tờ đầy đủ nhé, giấy tờ khai sinh đầy đủ luôn, còn nguyên thùng xốp luôn. Đây, em sẽ quay luôn. Em đã mở sẵn nắp đó để em quay cho các bác, nên là đây nó đây, em sẽ bê ra em sẽ cho các bác xem. Đó, dòng này AU 3 số 5. Với thiết kế mặt phanh nhôm đen, núm trắng rất là đẹp. Đấy, các bác nhìn nhé, AU 3 số 5, còn nguyên thùng xốp nữa. Một con âm ni tuổi đời cả trên 60 năm tuổi mà nó còn, phải nói là còn đẹp xuất sắc luôn. Dòng xuất âm tụ, đây các bác nhìn dàn tụ của nó toàn bộ tụ Enna nhé. Hai quả tụ xuất âm. Và con này nó đánh 4 sò sắt đại nhé. 4 sò sắt đại. Sò sắt thì nó lại nằm bên dưới gầm đấy. 4 con sò sắt đại ở đây. Đấy, đây các bác nhìn nhé. 4 con sò sắt đấy. Đấy, 4 sò sắt nách còn zin nguyên bản luôn này. Đấy, dòng suất âm tụ một con âm ni cực kỳ chất lượng luôn, với thiết kế rất là đẹp. Và con này thì càng đánh thì càng mê, chất âm như âm ni đèn luôn các bác nhé.
Dòng này thì quá nổi tiếng rồi. Đó. Sansui AU 3 số 5. Đó, con này chỉ có bụi bẩn thôi chứ còn quả nó thì cực kỳ là đẹp rồi, dòng suất âm tụ. Càng chơi càng mê rồi. Đó. Con này được đánh hai cầu loa A và B, A cộng B. Trở kháng đánh từ 4 cho đến 16 ôm các bác nhé. Thoải mái cho các bác đánh mọi dòng loa. Đấy, mà con này nó lại có cả điện đảo. Đảo cầu điện để cho các bác chơi điện 220V mà không cần phải đổi nguồn các bác nhé. Đó. Công suất thì tiêu thụ 100W nhưng mà công suất ra loa thì cực kỳ lớn, đủ cho các bác đánh những dòng bát 340 các bác nhé. Đấy, hai cầu loa A và B. Có cả cầu chữ U để các bác nằm rề nằm pau rất là tiện. Và con này thì phải nói là cực kỳ chất và rất là đẹp. Và em Tín cũng báo giá luôn với con âm ly Sansui 3 số 5, AU 3 số 5, một con dòng âm ly suất âm tụ cho chất âm rất là mượt mà. Hôm nay em Tín để cho các bác với mức giá là 4.700.000 đồng nhá, 4.700.000 đồng. Đấy, chỉ có 4.700.000 đồng cho một con âm ly suất âm tụ đẹp mỹ mãn luôn. Còn nguyên thùng xốp nhá, với mức giá chỉ có hơn 4.000.000 đồng. Đấy, để cho các bác chơi những dòng loa cổ đánh những con này thì nó là tuyệt vời rồi. Đó. Và tiếp đến em Tuyến giới thiệu cho các bác đến một con pau, dòng pau Nộ Thiên. Hôm nay em Tuyến giới thiệu cho các bác ba con pau cực kỳ đỉnh luôn. Và con nào con đấy tụ đều to như non sữa nha, chứ non sữa 8 nặng của trẻ em nha. To như non sữa 8 nặng của trẻ em chứ đừng nói là như non sữa ông thọ. Còn một con tụ này nó to gần bằng 2 non bia các bác nhé. Đấy, các bác nhìn nha, một con tụ rất là đã, hai những con tụ rất là đã luôn. Và con này thì nó sở hữu cho mình hai biến áp riêng biệt cho hai kênh. Và tụ này tụ nọc nguồn kép các bác nhé. Tụ nọc nguồn kép. Đấy. Tụ nọc nguồn kép. Dòng này có model là DA10. Rất là đẹp luôn. Với tình trạng về là đẹp xuất sắc luôn này. Các bác nhìn nhé. Từ cái bộ cánh kiếp của nó cực kỳ đẹp. Đấy. Ở đây thì nó có hai ngõ vào và hai chơi hai cầu loa AB. Đấy, trở kháng đánh từ 4 cho đến 16 ôm. Và con này công suất là 135W một kênh các bác nhé. 135W một kênh. Công suất tiêu thụ là 240W nhưng mà công suất ra loa là 135W một kênh. Đây, nó có đề rõ luôn đây này. Đấy, 135W một kênh này các bác nhé. Trở kháng đánh từ 4 ôm. Con này thì cực kỳ dễ phối ghép rồi. Hai volume để điều chỉnh cho hai kênh. Các bác đánh trực tiếp không cần rề nó đã hay rồi. Đấy, con này đánh 8 sò sắt và săn ken đây, máy móc em đã tháo ra luôn cho các bác xem nhé. Không có một chấm mối chấm hàn nào. Ở đây là nó xử mỗi một kênh của nó 4 con sò sắt của săn ken đây. Đấy, 4 con sò sắt của săn ken đây các bác nhé. Nó nằm ở đây. Hai kênh là 8 con. Con này nó là dòng công suất lớn, đủ cho các bác đánh những dòng nó hạng nặng và với tình trạng là đẹp xuất sắc rồi. Đó. Và em Tuyến cũng báo giá luôn với con Pau Diatone DA10. Hôm nay em Tuyến để cho các bác với mức giá này chỉ có 7 triệu đồng nhé. 7 triệu đồng cho một con âm ly Diatone DA10 đẹp xuất sắc như này. Một dòng pau thiết kế Nộ Thiên cực kỳ đẹp luôn. Các bác nghe hay, trưng bày rất là sang trọng luôn và rt là đẹp. Đấy. Và những dòng quả Diatone mà những dòng pau thì nó là thuộc dòng đỉnh cao rồi. Đó, cho chất âm rất là mạnh mẽ và chi tiết luôn, đánh như đèn luôn. Và tiếp đến em Tuyến giới thiệu cho các bác đến một con pau đến từ thương hiệu của Onkyo, một trong những dòng pau đánh cờ nát A và cờ nát B rất là tiện cho các bác để cho các bác chơi. Ở đây nó thể hiện rõ là cờ nát A và cờ nát B cho hai kênh các bác nhé. Nếu mà các bác chơi mà những dòng loa độ nhạy kém mà muốn đánh cờ nát A hay thì các bác chơi cho em ở cờ nát A. Và các bác muốn đánh mạnh thì các bác đánh cờ nát B. Dòng này là dòng Onkyo đời chữ ký các bác nhé. Đấy, dòng đời chữ ký này. Đấy, các bác nhìn nhé. Con này thì nó với thiết kế rất là sang trọng mà. Đấy. Các bác nhìn hai quả tụ nhá, như hai non sữa một cân luôn. Như hai non sữa một cân luôn các bác nhá. Đó. Tụ này cũng là thuộc dòng tụ kép 15.000 mi cộng 15.000 mi. Hai biến áp nguồn cho riêng biệt cho hai kênh và nó đánh 8 sò của Toshiba chữ đỏ ở đây nhá. Mỗi một giải vậy là hai con. Đấy, hai con một con trên con dưới, 8 con sò Toshiba chữ đỏ. Và con này là công suất là tiêu thụ là 210W. Đấy, ở đây hai cầu nó A và B. A đấy, A và B. Nhưng mà công suất ra loa thì cực kỳ lớn nha. Dòng này thì công suất ra loa đây. Công suất ra loa các bác là 130W một kênh này các bác nha. Cờ nát B là 130W một kênh. Đó, cờ nát A là 28W một kênh. Đủ cho các bác đánh mọi dòng loa.
Ở đây thì nó có một cái núm điều chỉnh để cho các bác chơi về cờ nát A hay cờ nát B rất là tiện. Đấy, nó hướng dẫn luôn các bác ở đây. Đấy, các bác xoay ngang thì là đánh cờ nát B, mà xoay chéo thì là cờ nát A. Đấy, nó hướng dẫn cho các bác để cho các bác chơi cờ nát AB rất là tiện, mà hiếm có con nào có được như nó. Đó. Và những dòng ôn kiêu này thì chưa bao giờ làm cho các bác thất vọng về chất âm. Em đảm bảo các bác chơi những con này thì cực kỳ phê và rất là hay. Đấy. Ở đây là dắt tín hiệu vào cầu loa A và B. Và ở đây thì nó có công tắc chuyển, công tắc A và B và volume 2 kênh. Rất là tiện, các bác đánh không cần phải rề đâu. Nếu mà các bác chơi chất âm mộc thì em đảm bảo chơi không cần rề nó đã hay rồi. Và con này với tình trạng là đẹp xuất sắc rồi. Đấy. Mặt mũi không có chảy xước bất kể chỗ nào luôn. Rất là đẹp và rất là khủng bố luôn. Đó. Và em Tiến cũng báo giá luôn với con Ami Onkyo đời chữ ký dòng 955 N mắc đôi trên 260. Hôm nay em Tiến để cho các bác với mức giá là 8.500.000 đồng nha. 8.500.000 đồng cho một con Ami Onkyo hàng bãi đẹp xuất sắc luôn nhé. Pau Onkyo này. Đấy, một con Pau Onkyo đẹp mỹ mãn luôn. Đấy, đẹp từng chi tiết luôn. Với mức giá chỉ có 8.500.000 đồng. Các bác nhìn nhé. Toàn bộ nó đẹp mỹ mãn luôn. Đấy. Toàn bộ là đẹp mỹ mãn luôn. Đó. Miếng con này thì đẹp miễn bàn rồi. Cực kỳ là đẹp và rất là sang chảnh luôn. Và tiếp theo em Tiến giới thiệu cho các bác đến một con Pau chuyên trị về cờ nát A của Pioneer, dòng M22 các bác nhé, dòng M22. Đó, con này thì với thiết kế quá tuyệt vời luôn. Các bác nhìn bốn quả tụ này, to hơn bốn lon sữa ông thọ luôn. Đấy, bốn lon sữa ông thọ mà xếp vào đây còn bé, và hai biến áp riêng biệt cho hai kênh, đẹp mỹ mãn luôn. Những con này luôn luôn là hot trên thị trường các bác nhé. Nói thật là đấu về rất là hiếm có luôn. Đấy, rất là hiếm có. Và em Tuyến thỉnh thoảng mới đấu về được một con. Và với tình trạng là đẹp mỹ mãn luôn. Đẹp không thể đẹp hơn được nữa. Đấy, các bác nhìn nhé. Về độ đẹp nó thì miễn chê rồi. Các bác nhìn nhé. Đẹp từng chi tiết một. Con này thì được đánh 8 sò. 8 dòng sò, dòng sò móc phép nhé. Đấy, đây này. 8 con sò móc phép này. Các bác nhìn nhé. Đấy, 8 sò móc phép cổ của Pioneer. Rất là chất lượng luôn. Các bác nhìn nhé. Đấy. Dòng này thì công suất tiêu thụ là 240W các bác nhé. Đấy, công suất là 240W. Toàn bộ là đít đáy âm bao zin bao đẹp này. Ở đít đáy, đáy mà không nóng bụi mà nó đã đẹp như này rồi. Con này thì đẹp thì miễn bàn rồi. Nói về độ đẹp thì không có thể là điểm gì để mà cho các bác chê được nó một chút nào nữa. Với thiết kế quá đẹp luôn. Ở đây thì có công tắc nguồn và tín hiệu vào và cầu loa ra. Rất là chất. Và con này thì em Tuyến cũng bán một số con rồi nên là không phải quảng cáo quá nhiều. Bởi vì chưa bao giờ các bác nào dám chê về chất âm của con này cả. Bởi chất âm nó quá tuyệt vời mà rất là hay. Đánh thì rất là mềm mại và chi tiết luôn. Đánh không khác chỉ một con âm ly đèn. Đấy. Tụ lên đến 33.000 mi một con thì các bác đủ hiểu nó chất cỡ độ nào. Và đây cánh tỏa nhiệt này. Toàn bộ thiết kế theo kiểu nộ thiên. Các bác nghe hay, trưng bày đẹp. Và Pioneer thì luôn luôn có chỗ đứng trong lòng của người Việt Nam rồi. Bởi vì nó rất là dễ phối ghép và đặc biệt nó cho chất âm rất là hay và rất là mượt. Không cần phải quảng cáo quá nhiều về những dòng này. Đó, và em Tuyên cũng báo giá luôn. Với con Ami Pioneer cờ nát A. Đấy, cờ nát A M22 hôm nay em Tuyên vẫn để cho các bác với mức giá là 9.500.000 đồng nhé. 9.500.000 đồng cho một con Ami Pioneer Pau Pioneer đẹp mỹ mãn luôn. Dòng chuyên trị về cờ nát A rất là hay. Đó. Với mức giá là rất là bèo để cho con, nếu mà các bác bây giờ độ một con Ami cờ nát A bây giờ người ta cũng lấy các bác đến vài ba chục nghìn triệu. Nhưng mà em Tuyến để cho các bác một con Ami của hãng Pioneer đẹp mỹ mãn này với mức giá chỉ có hơn 9 triệu. Sao phải đi độ? Đấy. Rất là đẹp và rất là chất và trưng bày rất là hay, rất là phong cách, chơi và đẹp. Và mọi chi tiết thì các bác có thể liên hệ cho em Tuyến theo số điện thoại của em là 0917838969. Địa chỉ của em ở Hải Xuân, Hải Hậu, Nam Định các bác nhé. Và đối với tất cả các sản phẩm các bác có nhu cầu mua bên em thì các bác có nhu cầu sản phẩm nào thì các bác vui lòng cọc trước cho em tối thiểu 500.000 đồng để em gửi hàng cho các bác nhé. Và toàn bộ giá em Tuyến vừa báo trên chưa bao gồm phí vận chuyển. Các bác nào có nhu cầu thì alo luôn cho em Tuyến để em tư vấn cho nó kỹ càng hơn. Và em Tuyến cũng xin phép được dừng video tại đây. Xin cảm ơn các bác đã luôn quan tâm ủng hộ em Tuyến. Em Tuyến xin kính chào các bác.